Các em ạ, tuyên ngôn độc lập là một áng văn lịch sử thật đáng tự hào. Cô mong rằng sau bài học này, các em sẽ có một cách nhìn mới về đất nước mình, tự hào hơn về dân tộc mình. Mấy chục năm đã trôi qua, nhưng mỗi khi đứng trước quảng trường Ba Đình lịch sử, ta lại nhớ rất rõ khung cảnh rực rỡ cờ hoa trong ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945. Dưới bầu trời thu xanh thẳm, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bộ quần áo giản dị, mái đầu bạc phơ, giọng nói ấm áp đã đọc lên những lời lẽ vô cùng thuyết phục và cảm động của bản tuyên ngôn độc lập. Cô hy vọng rằng các em sẽ cố gắng học tập chăm chỉ để tỏ lòng biết ơn Bác, để non sông Việt Nam được trở nên tươi đẹp, để dân tộc Việt Nam bước tới đài vinh quang, sánh vai với các cường quốc Nam Châu nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em.